các em sau khi mà cô sửa cái bài mà của bạn viết tạo của người bạn như vậy, cô thấy là không vừa ý vì cái chỗ là một ý mà lặp đi lặp lại nhiều lần hay là từ vựng lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cô mới gợi ý mấy em về cái cách mà mình miêu tả người thì nó như vậy. Ví dụ như là đầu tiên đó, mình muốn viết người nào đó, ví dụ như presente une personne nè, đầu tiên mình phải chia ra hai phần rõ ràng, mình giới thiệu về cái phần ngoại hình của người đó, rồi một phần nữa là về tính cách của con người. Đầu tiên có phần le physique, physique tức là cái phần mà ngoại hình, nhưng mà do cha mẹ sinh ra đó, cao thấp hay là gầy hay mập, thì sau đó là cái phần physique. Đầu tiên ví dụ như là le trait particulier, đương nhiên là sau cái phần mình nói màu đầu giới thiệu là đó là nhân vật gì 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 rồi đó, thì nói về cái phần miêu tả đó, thì ta có thể dùng động từ avoir với các actif và défini, và sau đó nom de la partie du visage, cái danh từ chỉ cái bộ phận trên gương mặt, ta có thể dùng động từ avoir. In la le visage oval, ông ấy có khuôn mặt hình trái xoan. Les cheveux droits, mái tóc nâu. Le nez droit, cái mũi thẳng. Les traits réguliers, những đường nét nó đều đặn, tức là những khuôn mặt mà không có bị góc cạnh đó. Đó, les traits réguliers. Mình cũng có thể dùng động từ avoir nhưng mà với actif là indéfini. Đó, đây là trường hợp mà dùng actif défini cũng được, indéfini cũng được. Ví dụ như đây, in la en grand front, ta dùng chữ an, ta không dùng chữ lơ cũng được. Ở đây là tất nhiên là chữ đề đó, nhưng mà đề mà đụng nhầm một cái tính từ số nhiều, ta không viết đề, ta viết đờ. De long cheveux droits, de petits yeux bleus, mái tóc dài màu nâu với lại là đôi mắt nhỏ màu xanh. Rồi còn về cái vóc dáng, ta cũng có thể dùng động từ avoir. Rồi ta có thể dùng actif indéfini. In la une taille moyenne, ông ấy có một cái vóc dáng trung bình. Une apparence présentable là một cái bề ngoài. Présentable là cái gì mà mình có thể đưa ra trình bày được, giới thiệu được, mình dịch là tóm tắt đó. Đó, cái chữ apparence là bề ngoài mà do con người tạo ra từ cái mái tóc hay là cái bộ y phục của mình đó, mình tạo ra được cái apparence đó là khác cái physique. Rồi còn ngoài ra ta nên thêm về các cái tính chất của con người mà ta muốn giới thiệu. La qualité, vì in le intelligent, ông ấy thông minh. Compréhensif, người mà thấu hiểu người khác, thông cảm thấu hiểu người khác. Sociable, hòa đồng. Rồi nói về cái cảm quan, về thẩm mỹ của cái người mình muốn giới thiệu. Ví dụ như le goût, in le la nature, ông ấy yêu thiên nhiên. In participe à des activités charitables, là ông ấy tham gia vào các hoạt động từ thiện. In joue bien de la guitare, ông ấy chơi đàn guitar rất giỏi. Đó, tức là mình sẽ thêm nhiều cái tính chất hoặc là cái cảm quan thẩm mỹ của nhân vật, chứ mình không có riêng nói về ngoại hình không.